chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bão Milton càn quét Florida, Mỹ cảnh báo lũ quét quy mô lớn. Năm nay, Florida ghi nhận 3 cơn bão lớn, sức gió từ 119 km/h trở lên, đổ bộ, bao gồm Francine, Helen và Milton. Chưa có mùa bão nào ở Florida ghi nhận quá 3 cơn bão lớn đổ bộ, chỉ có 5 lần trong 150 năm qua, từ năm 1871 đến nay. Thông lệ này bị phá vỡ, lần gần nhất là năm 2005. Milton đã hạ xuống thành bão cấp 2 với sức gió khoảng 160-170 km/h, tâm bão cách Sarasota 32 km về phía đông bắc. Dù vậy, nó vẫn rất nguy hiểm và giữ nguyên cấp bão trong toàn thời gian di chuyển qua bán đảo Florida, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, đem theo mưa khủng khiếp và gió hủy diệt. Nhiều khu vực ở Florida đã chìm trong nước ngập. Theo CNN, Shanice Peterbus, thành phố đông dân thứ 5 tại bang Florida, ghi nhận lượng mưa ngàn năm có một lên tới 228mm trong vòng 3 giờ khi bão Milton đi qua vịnh Tampa tối 9 tháng 10, tương đương lượng mưa 3 tháng tại đây. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cảnh báo lũ quét quy mô lớn đã và đang diễn ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng con người và tài sản. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, Milton đi qua miền trung bang Florida từ khoảng đêm 9 tháng 10 tới ngày 10 tháng 10 giờ địa phương, sau đó đi ra Đại Tây Dương. Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về tình hình bão Milton tại bang Florida, theo Nhà Trắng. Vào ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton đã chính thức đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida với cường độ cấp 3 trên thang 5 cấp của Mỹ, mang theo gió mạnh, sóng lớn, đe dọa tính mạng người dân và có nguy cơ gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo hãng tin Reuters, so với dự báo, bão Milton đổ bộ sớm hơn và xa hơn về phía Nam, mang lại hy vọng thiệt hại do bão gây ra có thể giảm nhẹ hơn. Trước khi đổ bộ vào Florida, bão Milton đã hai lần đạt cường độ bão cấp 5. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, mực nước biển dâng cao, gió cực mạnh và lũ quét vẫn tiếp tục đe dọa tính mạng người dân khi cơn bão di chuyển vào đất liền. Khoảng 160.000 người sống trong cảnh không có điện ở hạt Sarasota, nơi các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình chiều cường. Trưởng phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của hạt Sarasota Sandra Taffumaneri cho biết, phần lớn khu vực đã hứng chịu chiều cường khoảng 1,5-1,8m trong cơn bão Helen và bất kỳ điều gì cao hơn thế sẽ là thảm họa đối với khu vực. Theo đài NBC News, trước đó, cảnh sát trưởng hạt Selusi Kate Pearson cho biết, có nhiều trường hợp thiệt mạng do lốc xoáy tấn công hạt Saint Lucie khi bão Milton tiếp cận bang Florida. Cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 16 giờ 28 phút giờ địa phương ở Fort PFC. Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Saint Lucie cho biết có hai trường hợp tử vong được xác nhận và nhiều người khác đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh hưởng của bão Milton đã gây ra lốc xoáy khắp Florida khi cơn bão tiếp cận bờ vịnh của bang. Thống đốc Ron DeSantis cho biết đã có 19 trận lốc xoáy được ghi nhận trên toàn bang. Đài ABC vừa đưa tin, bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển phía tây bang Florida vào tối 9 tháng 10 giờ địa phương, tức sáng 10 tháng 10 giờ Việt Nam, ở mức bão cấp 3. Các dự báo trước đó cho rằng bão Milton sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 4. Mặc dù bão đã suy yếu xuống còn cấp độ 3, nhưng cơn bão lại đang tăng về quy mô và vẫn sẽ là cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm, theo hãng tin Reuters. NSC cho biết, tính đến 5 giờ chiều ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton áp sát bang Florida, chỉ còn cách thành phố Orlando 275 km về phía tây nam với sức gió gần tâm bão ở mức 195 km/h. NSC dự báo có khả năng sẽ có sự biến động về cường độ khi Milton di chuyển qua phía đông vịnh Mexico, nhưng Milton dự kiến sẽ là cơn bão lớn nguy hiểm khi nó đến bờ biển phía trung tây Florida. Mang theo mưa và gió mạnh khắp khu vực, bão Milton cũng gây ra một loạt supercell được mệnh danh là quái vật bầu trời, một loại cơn dông rất mạnh, có cấu trúc đặc biệt phức tạp, có thể tạo ra lốc xoáy, quét qua phía nam của bang Florida. Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Miami quan sát thấy có ít nhất 4 cơn lốc xoáy, bao gồm một cơn lốc xoáy nhiều vòng xoáy, vào đầu buổi chiều khi các nhà khí tượng học thông báo nước dâng do bão bắt đầu tràn vào dọc theo bờ biển phía tây nam Florida. Do đó, song song với cảnh báo bão và nước dâng do bão đã được ban hành tại nhiều địa điểm trước đó, nhà chức trách ban hành cảnh báo lốc xoáy ở nhiều thành phố. Cảnh báo bão có hiệu lực đối với bờ biển phía tây Florida từ bãi biển Bonita về phía bắc đến sông San Juan, bao gồm vịnh Tampa và bờ biển phía đông của bang này, từ ranh giới quận St. Lucie Martin về phía bắc đến bãi biển Ponte Vedra. Mối đe dọa nước dâng do bão là mối lo ngại lớn đối với bờ biển phía tây Florida.
Ngoài cảnh báo nước dâng do bão có hiệu lực từ Flamingo về phía Bắc đến San Kitao, bao gồm cảng Charlotte và Vịnh Tampa. Ngoài ra, cảnh báo nước dâng do bão cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía đông Florida. Sóng biển cũng đang dâng cao ở phía tây nam Florida. Một số khu vực được dự báo sẽ có sóng cao hơn 3 mét trong đêm 9 tháng 10. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA dự báo có một con sóng cao hơn 8,5 mét gần tâm bão. Bão Milton có thể khiến nước biển dâng từ 2,7 đến 4 mét ở nhiều khu vực và gây ra lượng mưa từ 150 đến 300 mm. Thậm chí, có một số điểm còn có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 450 mm. Bão Milton sẽ duy trì cường độ khi đi qua hết bán đảo Florida và đe dọa các bang khác ở bờ đông nước Mỹ. Trong khi bão Milton áp sát bang Florida, các nhà dự báo bão cũng lo ngại về nguy cơ cơn bão mới ở Đại Tây Dương hình thành. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơ quan này đang theo dõi 3 hệ thống khác ở Đại Tây Dương có khả năng hình thành cơn bão mới trong 48 giờ tiếp theo đó. Cơn bão có sức gió duy trì tối đa là 260 km/h. Tính đến 23 giờ giờ địa phương, ngày 8 tháng 10, bão Milton cách thành phố Tampa, bang Florida 650 km về phía tây nam. Bão đang di chuyển về phía Florida với vận tốc 19 km/h. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở hàng chục hạt của bang Florida và các cuộc sơ tán đang diễn ra khiến các tuyến đường lớn tắc nghẽn. Trong khi đó, 26 chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ và khoảng 200 nhân viên từ căn cứ Hải quân Mayport cùng với căn cứ không quân Hải quân Jacksonville, Florida đã di rời đến căn cứ không quân McGill để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Milton. Máy bay và nhân viên quân sự sẽ ở lại căn cứ không quân McGill cho đến khi tình hình ở Florida an toàn. Bão Milton áp sát, bang Florida đối mặt sơ tán sống còn. Bão Milton tiến về phía khu vực Vịnh Tampa, bang Florida, Mỹ với sức gió mạnh cấp 5, buộc hơn 1 triệu người phải tiến hành sơ tán, gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng và thiếu nhiên liệu. Thị trưởng thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ cảnh báo người dân sẽ thiệt mạng nếu họ không sơ tán trong khi bão Milton vẫn duy trì sức mạnh. Cơn bão có 102 đang đổ bộ vào Vịnh Mexico hôm 8 tháng 10 và đã suy yếu xuống cấp 4. Tuy nhiên, nó mạnh trở lại và cực kỳ nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, đầu tiên là khu vực Vịnh Tampa đông dân cư. Sức gió mạnh nhất của bão Milton ngày 8 tháng 10 giảm từ 289 km/h xuống còn 265 km/h, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Thị trưởng Tampa Jan Caster cho biết trên đài CNN rằng bão Helene trước đó là lời cảnh tỉnh nhưng bão Milton có thể còn thảm khốc hơn theo đúng nghĩa đen. Cảnh sát trưởng hạt Pilas Bob Guattieri cũng cảnh báo người dân địa phương chuẩn bị cho cuộc sơ tán lớn nhất kể từ bão Irma. Bão Milton đang di chuyển về phía những khu vực đã bị bão Helene tàn phá trước đó. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhấn mạnh thiệt hại sẽ còn tăng đáng kể. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngay cả khi bão Milton suy yếu về cường độ khi đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida thì điều này không có nghĩa là ít nguy hiểm hơn. Nhà khí tượng học John Porter tại công ty cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather cho biết, trên thực tế còn nguy hiểm hơn nữa vì cơn bão sẽ lan rộng và tăng kích thước, có nguy cơ gây sóng to, gió lớn tác động đến nhiều nơi và nhiều người hơn trên khắp Florida. Thị trưởng thành phố Tampa Jan Caster cũng cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của cơn bão Milton, cho rằng cơn bão Helene trước đó là một lời cảnh tỉnh. Bão Milton tiến về bờ biển vịnh Florida với sức gió cấp 5 hôm 8 tháng 10, gây ra tình trạng kẹt đường nghiêm trọng khi hơn 1 triệu người được lệnh sơ tán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!